Hàng năm cứ vào mùa thu, những đàn chim di cư lại tập trung ở các đầm lầy của vườn quốc gia Gouden Đan Mạch. Chúng di cư về đây để nghỉ và kiếm đồ ăn cho mùa đông. Có thể nói, cảnh tượng từng đàn chim với số lượng lớn bay lượn đen kịt trên bầu trời trở thành một khung cảnh choáng ngợp trong tự nhiên. Hàng ngàn con chim kết hợp cùng nhau trông giống như một sinh vật khổng lồ. Họ gọi đó là Black Sun, là hiện tượng thiên nhiên lớn nhất tại Đan Mạch. Black Sun là hiện tượng thiên nhiên lớn nhất Đan Mạch, đó là khi chim di cư và chúng sẽ tránh khỏi sự tấn công của diều hâu. Vườn quốc gia Gouden là di sản thế giới, nằm ở bờ biển phía tây Đan Mạch. Hàng năm có khoảng 100.000 du khách đến công viên này để chiêm ngưỡng hiện tượng chim di cư. Đó là vào khoảng thời gian mùa thu từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10. Hiện tại là quãng thời gian tập trung nhất, đó là từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Chúng tôi có khoảng 800.000 con chim di cư tới đây. Sleep over.